Mùa hè nóng nực ai ai cũng chán ăn, nhất là các em bé thì lại càng ăn kém hơn. Điều này làm cho các bố mẹ rất là lo lắng đúng không? Vì vậy ngày hôm nay mình làm video này vì muốn chia sẻ với các bố mẹ một số loại đồ ăn thức uống thông dụng và thơm ngon mát bổ giúp bé yêu và cả gia đình lại tràn đầy cảm hứng ăn uống dù cho trời có nóng bức đến đâu nhé. Trong video này cũng sẽ bật mí một số loại mà bạn bè con nhà mình rất là thích ăn đấy. Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Phạm Hải Yến với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành dược, đặc biệt là gần 5 năm tư vấn chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Mình và các cộng sự đã và đang hỗ trợ hàng ngàn các bố mẹ nuôi con khỏe mạnh mà không lạm dụng thuốc. Dưới đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người 10 loại thực phẩm rất mát và rất bổ trong mùa hè. Nhắc đến những loại thực phẩm mà mát bổ trong mùa hè thì không thể không kể đến đầu tiên chính là nước dừa. Nước dừa không chỉ giúp cung cấp nước cho cơ thể đâu mà còn rất giàu kali và một số loại khoáng chất khác, giúp bổ sung nước và điện giải cho cơ thể. Chính vì vậy trong một video nói về cách bù nước cho trẻ tiêu chảy, mình cũng có đề cập đến nước dừa đấy. Mùa hè nóng bức ai cũng ra mồ hôi nhiều, đặc biệt là các bạn nhỏ thì lại càng ra mồ hôi nhiều hơn. Uống nước dừa sẽ vừa giúp giải nhiệt, vừa giúp cho cơ thể bù được nước và điện giải nhanh chóng hồi phục đấy. Nếu như có thời gian và cầu kỳ hơn thì mẹ có thể làm món sinh tố dừa cho cả gia đình nhé. Cách làm rất là đơn giản thôi. Mẹ sẽ lấy cùi dừa này, nước dừa này, thêm một chút chanh cùng với sữa nữa, cho tất cả vào máy xay sinh tố và xay đều lên. Vậy là đã có một cốc sinh tố vừa mát lại vừa béo ngậy thơm ngon rồi. Nhóm thực phẩm thứ hai không thể không kể đến chính là họ nhà cam chanh quýt bưởi. Các loại trái cây họ nhà cam quýt vừa nhiều nước này, lại là nguồn dồi dào cung cấp vitamin C, giúp thanh nhiệt, thải độc và tăng sức đề kháng rất tốt. Vitamin C còn giúp tăng hấp thu hai loại khoáng chất rất cần thiết cho sức đề kháng, đấy là kẽm và sắt nữa đấy. Nên mẹ nhớ chăm chỉ thường xuyên cho em bé ăn các loại cam chanh quýt bưởi hoặc là vắt nước uống nhé. Và khi mà chúng ta ăn nguyên múi thì lượng vitamin thu nạp được sẽ nhiều hơn so với khi vắt nước đó nha. Tuy nhiên mẹ lưu ý giúp mình là khi em bé đang bị tiêu chảy hoặc đang bị rối loạn tiêu hóa thì chúng ta không nên sử dụng nhóm thực phẩm này đâu, vì thành phần vitamin C sẽ khiến cho con đi ngoài nhiều hơn và lỏng hơn đấy. Mẹ con nhà mình thì cực kỳ là mê món nước cam này luôn. Thậm chí nhiều khi ấy, thấy mẹ có một cái món nước gì đấy màu vàng thôi là bạn ấy cũng đã chạy ra và nói: nước cam mẹ ơi cho con uống nước cam rồi. Loại thứ ba là bí đao. Loại quả này có vị ngọt, tính mát, có tác dụng là thanh nhiệt, tải thử, sinh tân, chỉ khát. Mẹ có thể hấp hoặc là nấu canh cho cả gia đình ăn. Và vì món bí này rất là mềm nên là những em bé mới bắt đầu tập ăn dặm cũng có thể ăn được luôn đó. Ngoài ra chúng ta có thể ép nước hoặc là làm trà bí đao, cũng là một loại đồ uống rất là mát và tốt cho cơ thể. Thứ tư là củ cải. Củ cải tính mát, vị ngọt, không chỉ thanh nhiệt mà còn có tác dụng tiêu viêm nữa. Củ cải hấp hoặc là nấu canh đều rất là thơm ngon, giúp giải nhiệt mùa hè. Thứ năm là sữa chua. Sữa chua có nguồn gốc từ sữa, rất giàu canxi và nhiều loại khoáng chất như là kali, magie và nhiều loại vitamin khác nữa, ví dụ như vitamin B12, vitamin B2. Vì vậy việc thường xuyên ăn sữa chua sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe và còn có lợi cho hệ tiêu hóa nữa nhờ những lợi khuẩn có trong sữa chua. Mùa hè mẹ có thể biến tấu đi bằng cách là trộn sữa chua với các loại hoa quả này, hoặc là chúng ta tự làm sữa chua vị hoa quả để hấp dẫn các bé hơn. Với những em bé dưới 1 tuổi thì chúng ta nên sử dụng sữa chua không đường các mẹ nhé. Mẹ con nhà mình cho tới nay là con 2 tuổi rưỡi rồi, con vẫn thường xuyên là ăn sữa chua không đường rất là ngon lành luôn. Thứ sáu là đậu xanh, đậu đen. Đậu xanh và đậu đen chứa hàm lượng cao cả glucid, protein, lipid nữa, tức là chất bột, chất đạm, chất béo đều có nhiều. Không chỉ thế, đậu xanh và đậu đen còn rất là giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A, vitamin B1, vitamin B2. Cả hai loại hạt đậu này thì đều có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Mẹ có thể sử dụng chúng để nấu cháo, nấu chè hoặc là rang lên rồi hãm nước uống, sẽ có tác dụng là mát gan, lợi tiểu, giải nhiệt, rất hiệu quả. Thứ bảy là mướp đắng, hay còn gọi là khổ qua. Mướp đắng thì có vị đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nước khổ qua có tác dụng chữa mụn nhọt, rôm sẩy, mẩn ngứa rất là hiệu quả. Mẹ có thể cắt lát mỏng này, xao khô rồi hãm với nước nóng để uống giống như là mình pha trà. Nếu như cảm thấy khó uống bởi vì vị đắng thì có thể cho thêm đường phèn vào một chút để cho vị nó dễ uống hơn. Có nhiều mẹ còn sử dụng mướp đắng để tắm cho bé nữa, làn da rất là mát, rất là mịn màng. Ngoài ra mẹ cũng có thể dùng mướp đắng để chế biến rất là nhiều món ăn ngon như là mướp đắng xào trứng hay là mướp đắng nhồi thịt nấu canh. Thứ 8 là bột sắn dây.
Theo đông y ấy, bột sắn có vị ngọt, tính bình, giải nhiệt, có thể chữa cảm mạo, khát nước, mụn nhọt. Mẹ có thể nấu chè bột sắn với đậu xanh rất ngon, hoặc đơn giản nhất là chúng ta pha bột sắn với nước, có thể thêm quất hoặc là vài lát chanh tươi để tạo thành một thứ thức uống vừa dễ uống lại vừa mát bổ. Thứ 9 là củ đậu. Củ đậu chứa nhiều nước, vị ngọt mát mà lại rất ít đường. Củ đậu thì chúng ta có thể ăn sống này, hoặc là ép lấy nước này, hoặc là trộn salad đều rất là ngon và dễ ăn. Mèo con nhà mình thì cực kỳ thích ăn củ đậu. Thứ 10 là đậu nành, dưới các dạng như là sữa đậu nành, đậu phụ, tàu phớ vân vân. Đậu phụ vị ngọt, tính mát, nhuận táo, bổ trùng, giúp giải độc và thanh nhiệt cho cơ thể. Với đậu phụ thì mẹ có thể chế biến vô vàn những món ăn khác nhau như là đậu sốt cà chua, đậu phụ nhồi thịt, nấu canh đậu với trứng, rồi đậu chiên tẩm hành, vân vân và vân vân, rất nhiều món ngon dễ làm. Sữa đậu nành và tàu phớ thì lại là món ăn vặt rất phổ biến của mùa hè vì nó vừa ngon vừa dễ ăn lại còn mát. Nếu như cầu kỳ thì khi mà ăn sữa đậu nành hay tàu phớ, mẹ có thể thêm nhiều loại topping như là đậu đỏ này, thạch này, hoặc là có thể ăn cùng với cả caramel nữa cũng rất là ngon đấy. Nhớ hồi mà mèo con mới đâu đó hơn một tuổi gì đó, khi mà cùng bố mẹ đi lên Đà Lạt chơi thì buổi tối khi mà đi chợ đêm Đà Lạt ấy, con được uống sữa đậu nành nóng ở đó cùng với bố mẹ, rất là ngon lành, rất là mê sữa đậu nành và mê từ đó tới giờ luôn. Trên đây là mình vừa chia sẻ với các mẹ 10 loại thực phẩm mát bổ mùa hè để giúp cho cả gia đình mình có hứng thú ăn uống hơn, ăn ngon lành hơn và có một mùa hè thật là tươi mát. Nếu như cảm thấy video này hữu ích thì mẹ hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất về những video hữu ích tiếp theo của dược sĩ Phạm Hải Yến nha.